Xin chào mọi người. Đây là video được quay vào ngày 13 tháng 5 năm 2024. Ngày hôm nay, con sẽ mời mọi người chúng ta cùng tới ngắm hoa của một giống lan hài. Đây là giống lan hài do con người lai tạo và làm ra nó. Tên tiếng Việt tạm gọi là lan hài Harumi. Còn tên được đăng ký cho giống lan hài lai này, con sẽ để ở phía bên trái của góc màn hình. Paphiopedilum Harumi. Rồi mọi người chúng ta nhìn tiếp vào tên khoa học của nó một lần nữa. Đối với các giống lan hài do con người lai tạo ra, nếu như giống nào đã có tên đăng ký và đã được đăng ký tên rồi á, thì chữ cái đầu tiên của tên cây, tên giống đó sẽ được viết chữ in hoa. Ví dụ như là Harumi, chữ H hay còn gọi là chữ H á, sẽ được viết chữ in hoa mọi người nhé. Ngoài ra, các giống lai do con người làm ra, các cái giống khác ha, thì mỗi một giống tùy vào, nếu như họ đăng ký tên thì cứ chữ cái đầu tiên sẽ được viết chữ in hoa. Đây là cách để phân biệt khi nhìn vào tên khoa học để biết được rằng đó là một giống hài lai và kia là một giống hài nguyên chủng. Bởi vì chỉ có những cây thuần chủng, những cây nguyên chủng, nguyên thủy thì chữ cái đầu tiên của tên loài mới được viết chữ thường thôi mọi người nhé. Rồi, đối với các giống hài lai do con người tạo ra mà chưa được đăng ký tên cụ thể cho giống lai đó thì người ta sẽ ghi tên bằng cách là ghi cái họ của nó ra là họ Paphiopedilum hoặc là một trong số năm họ của phân họ lan hài. Thì sau đó họ sẽ mở ngoặc ghi tên bố và tên mẹ ra. Bố hoặc mẹ có dấu ích ở giữa. Đó, tí nữa con sẽ cho mọi người xem sau ha. Thì đó cũng là một cách để cho người ta biết được rằng đây là một giống lai. Còn bây giờ, con sẽ mời mọi người chúng ta cùng tới ngắm hoa của lan hài Harumi. Đây chính là tổng thể hình dáng cây, bộ lá, ngồng hoa, nụ, mặt sau của lan hài Harumi và mặt trước của nó. Còn đây là tổng thể của giống hài lai này. Bây giờ con sẽ xin phép mọi người chúng ta thêm 2 đến 3 phút nữa. Chúng ta nói tiếp về cái phần tên của nó ha. Có nhiều bác nhắn tin cho con kêu rằng là tại sao không ghi hoặc là nói cái tên tiếng Việt cho người ta dễ biết. Thì xin thưa mọi người rằng như sau. Thứ nhất, không phải bất kỳ giống lan hài nào hay là loài lan hài nào cũng có tên tiếng Việt. Không, đó là chúng ta đang nói riêng về lan hài. Còn nói chung chung á, thì không phải loài sinh vật nào nó cũng có một cái tên bằng tiếng Việt. Mọi người lưu ý như thế này nè. Tên tiếng Việt là tên vùng miền, tên địa phương, tên trong nước thôi. Chẳng hạn như bên Thái thì cũng là Harumi, nhưng mà người ta sẽ gọi cái tên khác. Ở Việt Nam mình thì người ta thích ta gọi cây này cây hài hồng, hay là cây hài tím tím, nó tùy họ. Hay là cây này nè, ví dụ đây là cây hài hằng đi, thì ở bên nước ngoài người ta không gọi là hài hằng, người ta gọi là cây hài vàng đó. Nhưng mà Việt Nam chúng ta lại không gọi là hài vàng mà lại gọi là hài hằng đó. Hay là một cái tên khác chẳng hạn như cây hài Vân Nam. Ở Việt Nam mình gọi là hài Vân Nam, ở bên nước ngoài ví dụ như Thái Lan người ta gọi là cây hài kẻ, cái hài gọi là hài hài vân, hài vân kẻ đó. Thì Việt Nam chúng ta gọi là Vân Nam, hay có người thì gọi là Vân Miên đó. Có người thì gọi đó chỉ là một cái tên gọi đơn giản cho địa phương trong nước thôi. Còn cái tên khoa học đây mới là tên quốc tế. Mọi người nhung đó chưa ạ? Và mục đích con để cái tên khoa học nó ở trên này, đối với những loài nào mà con biết tên á thì con sẽ để ở trên góc màn hình. Còn loài nào không biết tên là con không có ghi mọi người ha. Tại vì con cũng không phải là chuyên gia, cái gì con biết thì con sẽ chia sẻ cho mọi người cái đó. Thì mục đích con để ở trên góc màn hình như vậy là để dành cho những ai chúng ta thật sự muốn tìm hiểu kỹ hơn và có đam mê về tìm hiểu các loài sinh vật, và điển hình nhất á là lan hài. Đó, người ta sẽ có được cái tên này bởi vì đây là tên quốc tế. Dù ví dụ như cây hài hằng này, ở Việt Nam chúng ta gọi là hài hằng, nhưng Thái Lan họ không gọi là hài hằng, họ gọi là một cái hài khác. Hay là Nhật họ gọi là một cái hài khác. Nhưng tên chung khi mà dùng bất kỳ quốc gia nào họ cũng sẽ dùng tới, đó chính là cái tên khoa học. Và tên khoa học này được các chuyên gia nghiên cứu, người ta có công thức
và cách để người ta ghi tên khoa học, không phải muốn là ghi đâu mọi người ha. Cái này là một chuyên môn riêng trong ngành rồi. Đó. Thì cái này là bên phía chuyên gia người ta làm, còn mình chỉ là người chơi thôi. Mình nắm cái tên của nó là được rồi mọi người ha. Thì đó chính là cái lý do tại sao mà con lại luôn luôn cây nào biết tên con sẽ để tên khoa học nó bên góc màn hình. Đó. Còn trước khi con đăng lên là con cũng tìm hiểu sơ qua về cái nguồn gốc của nó một tí xíu để biết và nói chuyện với mọi người ha mọi người ha. Con xin nhắc lại là tên tiếng Việt chỉ là tên trong nước, tên địa phương thôi. Cũng là hài hằng nhưng mà chỗ khác người ta lại gọi là cái hài khác, hay là cái hài hài táo, hay là cái hài Vân Nam. Hài táo người ta gọi là hài cánh sen này, hài đài cuộn này, hài táo này, có ba cái tên như vậy. Thì tùy vào cách gọi của mọi người, nhưng tên chung, tên được dùng chung, tên quốc tế của nó vẫn là cái tên khoa học, mọi người lưu ý ha. Mọi người lưu ý giúp con cái này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về, chúng ta ngắm về cây lan hài và nói chuyện về cây hài Harumi này. Rồi mọi người chúng ta nhìn vào cái bông hoa này. Bây giờ mọi người chúng ta thử đoán xem cây này được lai từ cây gì với cây gì mà để ra được cái mặt hoa như thế này, ra được một cái giống hài Harumi như thế này. Đó, mọi người nhìn tiếp vào bộ lá của nó. Mọi người thử nhìn đi, mọi người cứ thử đoán trong đầu của mình coi là cây này là được lai với cây gì để ra cái cây hài Harumi nè mọi người ha. Đây là bộ lá của nó này. Đó, mọi người cứ nhìn kỹ vào ha. Mọi người cứ đoán đi, là tí nó con sẽ nói cụ thể sau. Rồi đây, mặt hoa của nó nè. Nó có hai cái nụ nữa ha. Rồi bây giờ con sẽ nói về phép lai của nó xem mọi người đoán có đúng không ha. Cây lan hài Harumi này là được lai từ cây lan hài hồng có ở Việt Nam và một cây lan hài của nước ngoài là cây Hydaideanum. Không biết con đọc đúng hay không nhưng đây con để cái tên đó trên này cho mọi người chúng ta chính xác hơn ha. Delelati, dấu ích là ký hiệu cho phép lai và đằng sau là một phần của phép lai, tức là phần 1, phần 2 thì mới ra được cái phần 3, nghĩa là một ha mọi người ha. Con tính nói gì mà con quên mất rồi. Mọi người thông cảm ha. Ha mọi người thấy chưa? Thì cây Hydaideanum này là một cây của nước ngoài, cây này không có ở Việt Nam mọi người lưu ý ha. Cây Delelati thì có sự phân bố ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam chúng ta. Rồi, bây giờ thì con sẽ để tạm thời cái hình hoa bố và mẹ nó ở trên góc màn hình, ở bên trái màn hình đây, cho mọi người chúng ta biết đến hình ảnh bố và mẹ của nó. Và bên cạnh đó là mặt hoa của cây lan hài này. Mọi người thấy không ạ? Bố cộng mẹ ra cái sản phẩm như thế này. Đó. Rồi. Còn thông tin kỹ hơn thì mọi người chịu khó chúng ta gõ tên khoa học ở lên Google, mọi người tìm hiểu thêm ha. Cây này không có thông tin bằng tiếng Việt đâu, mọi người chúng ta lưu ý là chỉ có thông tin bằng tiếng Anh thôi. À, chúng ta khó quá thì nhờ một số bạn trẻ giúp mình cái việc này ha. Tại vì có một số những bạn trẻ đang học về chuyên ngành á, các bạn ấy cũng đang tìm hiểu về thực vật á, cho nên là có một số bạn đợt trước con từng nói chuyện với 2-3 bạn rồi, 4 bạn luôn chứ không phải 2-3 bạn ha. Các bạn ấy đang học bên ngành nghiên cứu chuyên ngành á. Về nói chung là bạn nói sơ sơ là bên thực vật học gì đó, đang tìm hiểu thì có thấy qua video của con, sau đó cũng muốn tìm hiểu và lấy một số cái tài liệu tư liệu á, thì con cũng chia sẻ cho các bạn ấy. Các bạn ấy cũng thích tìm hiểu về một số cái giống hoa của Việt Nam đó mọi người, để làm báo cáo các thứ mọi người đó. Rồi hồi nãy con có nói mọi người rằng cái hình thức mà viết cái tên á, nếu như cây lan hài lai nào mà nó không có cái tên được đăng ký, chẳng hạn như cây Harumi này là được đăng ký tên là chữ là tên Harumi rồi, ví dụ một cây nào đó do con người tạo ra mà nó không có tên đăng ký thì người ta sẽ ghi bằng cách là ghi cái họ của cái giống hài đó, rồi sau đó là họ sẽ mở ngoặc ghi cái tên bố này hoặc tên mẹ, sau đó có một cái dấu x đó bên cạnh là bố hoặc mẹ ha mọi người ha. Tại vì con, tại sao con nói là bố hoặc mẹ, bởi vì con không biết cái này Delelati là bố hay là mẹ, hay là cái Hydaideanum là bố hay là mẹ, thì nói chung là mình gọi là bố và mẹ của nó đi ha. Đó thì đây chính là bố và mẹ của nó này, dấu x là ký hiệu cho phép lai, còn cái chữ đằng trước này là PAPH là viết tắt của họ Paphiopelum. Chúng ta sẽ viết tắt như thế này và nhớ ngay bên cạnh cái chân của chữ H sẽ có một cái dấu chấm và cách ra rồi ghi tên cây vô mọi người nhé. Rồi thì đó, con đã chia sẻ cho mọi người một chút xíu về cái thông tin của cây này rồi. À, nó là cây lai giữa cây hài hồng và cây Hydaideanum. Có một số những cái phép lai ấy, mọi người,
khi mà bố và mẹ thụ phấn cho nhau, tức là lai với nhau rồi á, thì cho ra một đứa con nó không hề giống bố mẹ một chút xíu nào, chẳng hạn như cây này. Đã, chúng ta đang nói về mặt hoa ha, còn bộ lá thì nó sẽ được thừa hưởng, chắc chắn là sẽ được thừa hưởng mọi người nhé. Con sẽ cho mọi người xem hình ảnh, à, không có cụ thể ở đây nhưng mà minh họa thôi nha. Đây chính là cây lan hài Lowy. Thì cây lan hài Hanadianum nó sẽ có bộ lá tương tự như thế này. Đó, người ạ. Cây lan hài hồng, tức là cây Delanthi, nó sẽ có bộ lá tương tự như cây kia. Bởi vì hài hồng ở vườn con hiện tại con chưa nhập giống về, cho nên giờ chúng ta nhìn tạm cây hài giáp ha. Đó, lá của nó cũng na ná giống như vậy mọi người nhé. Thì cái lá này lai với thằng này ra một cái đứa con như thế này. Ha mọi người ạ. À? Nó lai và ra đứa con như thế này. Đó. Và đối với cây Hanadianum, nó là thuộc trong nhóm đa bông. Đa bông là sao? Tức là giống lan hài đó, nó cho hoa rất là nhiều trong một mùa hoa của nó. Vậy nó khác hài đuổi ở chỗ nào? Hài đuổi nó có mùa, hài đuổi nó không có mùa hoa. Còn, à, xin nói lại, nhóm đuổi sẽ không có mùa hoa. Nhóm đa bông sẽ có mùa hoa. Và mùa hoa của nó chỉ ra hoa một lần và ra hết luôn. Còn hài đuổi một lần ra hoa của nó sẽ diễn dài trong vòng từ trên một năm cho tới khoảng 5 năm cho một lần ra cái vòi hoa như này mọi người á. Nó cứ ra hoa liên tục như vậy á. Chúng ta đừng có đụng gì hết vô cái ngọn hoa của nó, là chúng ta cứ ngắm hoa tới khi nào hết thì thôi. Còn đa bông, ví dụ như cái cây Hanadianum hoặc là cây Lowy, nó cũng nằm trong nhóm đa bông ha. Thì khi nó ra bông á thì nó ra vào mùa, chẳng hạn như là mùa xuân thì nó ra hết cái mùa xuân, hoặc là sang cái mùa mùa hạ một tí là sẽ kết thúc mọi người ha. Nó chỉ trong cái thời gian là trong mùa hoa của nó thôi. Và nó ra một lần rất là nhiều bông. Chẳng hạn như cây Lowy có những cây nó ra tới tận đâu khoảng 20 cho tới hơn 20 bông. Và cái cây Hanadianum này cũng vậy, nó ra rất là nhiều bông ha. Trên 5 bông là chuyện hết sức bình thường. Cho nên là cái đứa con này của nó cũng được thừa hưởng cái tính của cây Hanadianum là cũng ra nhiều bông. Thường nó sẽ ra khoảng tầm từ 1 2 3 4 5 bông nha mọi người ha. Nhưng thông thường thì con thấy nó ra 2 bông và 3 bông là nhiều. 4 bông thì ít, tương đối ít mọi người nhé. Còn ngoài ra thì cái mặt hoa của nó thì nó con cảm thấy nha, con nhìn thấy ha, thì nó không có giống bố với mẹ nó tí nào cả, nhưng sẽ có một số những cái phép lai cho con người tạo ra, nó được thừa hưởng cái gen di truyền của cái mặt hoa. Ta nói về mặt hoa ha, thừa hưởng cái gen di truyền của bố và mẹ khá là nhiều, 40 cho tận 70%. Ví dụ điển hình nhất là cây lan hài Hồ Chí Minh. Lan hài Hồ Chí Minh là cây lai do con người tạo ra giữa cây lan hài hồng và cây lan hài bóng, tức là cây Delalati lan hài hồng lai với lại cây Việt Nam mình, tức là cây hài bóng hay gọi là hài Việt Nam. Hai cây đó lai với nhau tạo ra cây lan hài Hồ Chí Minh đó. Và cây lan hài Hồ Chí Minh được thừa hưởng cái gen di truyền về mặt hoa của cây hài hồng rất là nhiều. Nói chung là nó ăn cái gen mặt hoa của hài hồng khá là nhiều, cho nên là nhiều người chúng ta sưu tầm cây Hồ Chí Minh về sau, mọi người nhiều người chúng ta nhìn thấy cảm thấy ôi sao nó giống cây hài hồng nhưng mà nó chả khác cái cây hài hồng tí nào đó. Thì đơn giản thôi, do nó ăn cái gen di truyền của hài hồng khá là nhiều. Nhưng chúng ta nhìn kỹ cái bộ lá của nó, cái bộ lá của cây Hồ Chí Minh nó sẽ vượt trội hơn ha, lá của nó sẽ bự hơn. Nếu như chúng ta chăm tốt nha, lá của nó có thể to bằng cái bàn tay á, có khi nó còn to hơn nữa mọi người ha. Và cái bông hoa của nó sẽ đậm màu, nét màu và đặc biệt hơn so với hài hồng. Nhưng nhìn về tổng quát về hình thức á thì nó ná ná giống hài hồng thôi nha mọi người ha. Do nó ăn cái gen trội của cây hài hồng khá là nhiều, hài bóng nó bị chìm 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 gen xuống đó mọi người, cho nên là nó không ăn được nhiều. Thì đó là con đã chia sẻ cho mọi người chúng ta chút xíu về cái thông tin của cây hài Hanadianum rồi, à cây Harumi này rồi. Vậy làm sao để sưu tầm được cây này nếu như mọi người quá thích nó đi? Thì xin nói mọi người rằng là con hiện tại là không có giống, con chỉ có một chậu duy nhất, và cây này là con với bạn John, tức là bạn của con nhập cây bên Đài Loan về á. Sau đó là con nhờ bạn con nhập giúp con vài cây, trong đó có cây này, tức là nhập một số giống khác nhau á, và trong đó có một cái giống này đem về để trồng để ngắm hoa thôi, chứ con chưa có giống, hiện tại là chưa có mọi người ha. Và làm sao để mọi người sưu tầm cây này, con xin nói luôn á, là cây này ở trên hội hay là bất kỳ ở đâu đó rất là hiếm người bán, bởi vì con giống của nó trên thị trường ở Việt Nam rất là hiếm mọi người ha, nhưng ở thị trường nước ngoài thì rất là nhiều. Chúng ta lưu ý ha, tại vì cái phép lai này nó có từ rất là lâu rồi ha, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì chỉ mới nhập giống về vài năm gần đây thôi, cho nên giống nó chưa có nhiều và người ta nhập thì có vài cây để bán thử thôi mọi người ha. Vậy làm sao để mọi người chúng ta tìm được cái người có để chia sẻ cho mọi người, bằng cách á là mọi người chụp lại cái hình hoa này nè, sau đó mọi người đăng lên các cái hội nhóm của Lan Hài kèm với lại cái trạng thái là
ở trên hội mình có ai có cây lan hài có mặt hoa tương tự như thế này hay không. Nếu như có tên càng tốt nha. Nếu như có thì tôi muốn sưu tầm cái giống lan hài này. Thì tức thì nếu như ai có, họ sẽ bình luận xuống bài viết của mọi người, thì mọi người liên hệ với người đó để mọi người sưu tầm nhé. Chứ còn hiện tại là con không có. Và cái cây hai cây Harumi này thì giá của nó cũng tương đối đó mọi người. Nói chung nó rơi vào tiền 100.000 nha. Còn cụ thể là giá bao nhiêu con không biết, tại vì đợt đó là con nhập chung với bạn con. Thì cái hàng con mua đó là hàng sỉ, thì giá của nó nhập về cũng đã rơi vào tiền 100.000 rồi. Ha mọi người nhá. Giá nhập về để làm giống đã là tiền 100.000 rồi. Lúc đó con mua là chỉ có một mẹ một con thôi. Bây giờ nó đẻ cho con là hai mẹ cộng với hai con hai bên cạnh thôi mọi người ha. Tổng cộng được 4 cây á, trồng được hơn năm rồi nhá mọi người nhé. Và hoa của nó này, giống này thì con cảm thấy nó dễ tính á. Bạn con trồng ở vùng nóng cũng cảm thấy dễ tính mọi người ha. Cây này không khó tính lắm đâu. Tương đối mọi người lưu ý nha, nó tương đối dễ tính chứ không phải là dễ hoàn toàn nhé mọi người nhé. Tức là nó sẽ phù hợp với lại ở vùng khí hậu nóng nha mọi người ha. Hoa đẹp đó mọi người, con cảm thấy cái hoa này nó rất là bắt mắt luôn đó mọi người. Có một số những cái giống lai á do con người làm ra mọi người, hoa nó xấu dã man luôn. Nói thì hơi buồn nhưng đúng là chê thiệt. Có một số cái phép lai mà họ làm họ không có ưng bụng á, tức là sản phẩm của người đó họ làm nhưng mà họ khi mà sổ hoa còn họ cảm thấy không không thích tí nào. Thì vì like mà mọi người, nó là cái sự may mắn. Nếu không may mà chúng ta like được một cái mẫu hoa nó đẹp á thì không có nói, nhưng mà like được bông hoa xấu á thì người ta không có làm nữa. Cho nên là có một số nước người bên nước ngoài, người ta làm giống này lan hài á, họ chỉ làm số lượng ít lắm, chỉ khoảng tầm 1.000 đến tầm 2-3.000 cây gì thôi để họ thử giống á. Khi mà họ like, họ thụ phấn xong mà họ sẽ đợi hoa, họ chăm cây. À, họ đợi hoa, khi mà sổ hoa cảm thấy được đẹp khuôn nét các thứ nhìn ổn thỏa, nó đáp ứng được cái thị giác của người sưu tầm thì người ta sẽ tiếp tục ta nhân giống tiếp, còn không là họ sẽ ngưng, chứ không là họ không có làm một phát là nhiều đâu mọi người ha. Cho nên là những cái giống hài á mọi người thấy trên thị trường rất là ít, đặc biệt là những cái cây lai mọi người ha, rất là ít, nhưng mà thị trường nước ngoài họ có rất là nhiều nha mọi người. Bởi vì một cái phép lai, một cái giống lan hài mà khi làm ra giống nó rất là lâu, tính từ lúc mà đậu được quả như thế này nè, đây là cái quả lan hài nè. Đó, đậu được quả như này tới lúc nó thành một cái cây giống nhỏ như thế này. Nha, như thế này nha, là chúng ta mất khoảng tầm từ ít nhất 3 cho tới 5 năm. Đó là nhanh nha, còn lâu là phải từ 5 cho tới 7 năm thì chúng ta mới có được cái bông hoa như thế này. Đó, để sổ hoa rất là lâu, cho nên là để có được một cái sản phẩm cuối cùng để đưa ra thị trường thì thường là sẽ mất khoảng tầm từ 15 năm cho tới 20 năm. Đó mọi người thấy mà, lan hài nó rất là lâu, nó không như phong lan đâu, phong lan gieo tầm 3 năm là được thu rồi. À, tính là lúc có quả cho lúc thành hoa để bán á, là khoảng tầm 2 cho tới 3 năm là chúng ta có thể xuất được thị trường rồi. À, còn đối với lan hài nó chỉ rất là chậm mọi người ha. Bởi vì nó cần nhiệt độ môi trường các thứ nữa đó mọi người. Nhiệt độ nó phải mát mẻ thì cây nó mới phát triển mạnh được. Còn mà nóng thì có thịt nó lan hài mọi người, là lan hài nằm trong nhóm thích mát mẻ, thích lạnh. Chứ nó không thích nóng mọi người ha. Rồi, đây là tất cả những gì con chia sẻ cho mọi người về việc tâm sự cũng như là thông tin về cái cây lan hài Harumi này. Bây giờ con xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video clip sau.